Dạ, vậy là với tư cách là một hiring manager thì khi mà anh nhìn một cái CV mà nhảy việc nhiều thật ra cũng chưa hẳn là red flag. Nếu mà việc nhảy việc đó giúp cho các bạn em thấy anh đã làm 7 năm ở chợ tốt thì Gen Z bây giờ hầu như các bạn CV đều sẽ không làm quá một năm cho những cái công việc này kia, thì cái lý do gì mà anh nghĩ là anh có thể gắn bó vào công ty cái thời gian dài như vậy? Và anh có nghĩ được cái lý do gì mà tại sao các bạn hiện giờ có thể là sẽ chưa gắn bó với một môi trường đủ lâu hay không? Ok, chắc cũng một phần anh may mắn bởi vì trong vòng 7 đến 8 năm thực ra anh làm các công việc rất rất là khác nhau ở mỗi năm. Kiểu mỗi năm như anh làm một cái job vậy. Là anh làm khá là nhiều mảng của data, là bao gồm tất cả các mảng như là về data engineer, data analyst với lại ML engineer luôn. Và tại vì hồi đó phía bên team data của chợ tốt thực ra nó cũng không phải là nó quá phát triển á, cho nên là nó có rất là nhiều cái room để improve và cũng rất nhiều chỗ để học, là tại vì mình vừa mới vô mà thậm chí là mình cũng không phải là người trong nghề là quá expert đó. Mình vừa làm vừa học, mình thấy là mình học được rất là nhiều, cứ mỗi năm mình làm một kiểu thì nó lại thành ra hồi tháng 7 năm trôi qua. Còn đối với các bạn bây giờ thì anh nghĩ một năm một job, thực ra anh nghĩ chắc điểm xấu nhất là khi mà các bạn recruitment bạn đọc thấy thì người này nhảy việc nhiều quá không tốt cho bạn đó. Tuy nhiên thì đứng trên phương diện của anh thì anh thấy những bạn nào mà thật sự là họ biết rõ là họ muốn đạt được cái gì, họ thật sự là họ có một cái mục tiêu rõ ràng cụ thể, anh sẽ không nhìn quá kỹ vô trong cái là cái việc mà họ họ nhảy việc nhiều. Nếu như mà họ nhảy nhiều nhưng mà biết là trong việc mà họ nhảy việc này như thế để giúp họ refine lại được cái mục tiêu của họ một cách tốt nhất đó, thì anh sẽ rất appreciate những trường hợp như vậy. Dạ ok. Dạ vậy là với tư cách là một hiring manager thì khi mà anh nhìn một cái CV mà nhảy việc nhiều thật ra cũng chưa hẳn là red flag. Nếu mà việc nhảy việc đó giúp cho các bạn tìm hiểu bản thân hoặc là củng cố thêm là mình đang thích cái gì và giúp các bạn iterate cái mà mình muốn thì anh vẫn rất là appreciate chuyện đó. Đúng rồi, đúng rồi.